Hữu Di Đà Yếu Giải. Vị trì danh pháp môn thâm diệu, phá tận nhất thiết hí luận, trảm tận nhất thiết ý kiến, duy mã minh, long thọ trí giả, vĩnh minh chi lưu, triệt để hà đảm đắc khứ. Ở đây đã chỉ dẫn ra thượng căn. Mã minh long thọ, là chư vị tổ sư ở Ấn Độ. Ở trong truyện ký có ghi chép lại, họ là người đã chứng được quả vị sơ địa, địa vị cao đấy, là sơ địa Bồ Tát. Ngài Trí Giả và Vĩnh Minh là người Trung Quốc. Trí Giả Đại Sư là vị tổ của tông Thiên Thai. Vĩnh Minh Chiên Thọ là vị tổ đời thứ sáu của tông Tịnh Độ ở Trung Quốc. Đức Phật ứng hóa mà đến. Trí Giả Đại Sư là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vĩnh Minh Chiên Thọ Đại Sư là hóa thân của Phật A Di Đà. Pháp môn Tịnh Độ phải những người như thế mới triệt để, hà đảm nghĩa là thừa đương, họ mới có thể gánh vác được, chẳng phải là người thường đâu. Sự thâm diệu của pháp môn này là phá hết tất cả hí luận. Câu này nói rất đậm, là lời nói thật. Không giả chối đâu. Tất cả hí luận là nói về cái gì? Không phải là nói về pháp thế gian, mà tất cả kinh điển của chư Phật Bồ Tát nói ra đều là hí luận. Sao lại phiền phức như thế? Một câu A-di-đà Phật chẳng phải là sẽ thành Phật sao? Còn làm những chuyện này làm gì chứ? Câu này không dễ dàng chút nào. Vì sao vậy? Vì 84 dạng pháp môn đều là đường vòng, con đường này đi thẳng. Chỉ dạy bạn một câu niệm Phật, ngoài câu niệm Phật ra thì tất cả đều buông bỏ. Phải mất bao nhiêu thời gian để thành tựu? Trong kinh A Di Đà nói, nhược nhất nhật đến nhược thất nhật. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta thấy chấp trì danh hiệu niệm Phật giảng sanh thông thường là 3 năm. 3 năm sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp được Đức Phật A-di-đà, được bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trì, thì bạn chính là Bồ-Tát A-duy Việt Trí. Chẳng phải bạn thông hết được sao? Cần phải tốn nhiều thời gian để học tập nữa. Đây là hạng người nào? Ai có thể tin được? Là những người như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, họ có thể tin được. Trảm tận nhất thiết ý kiến, nghĩa là không cho bạn khởi tâm động niệm, thì đâu còn tâm phân biệt chấp trước. Trảm tất cả ý kiến, nghĩa là đoạn phiền não, phá phiền não chướng. Phá tận tất cả hí luận là phá sở tri chướng.
một câu niệm Phật mà phá được hai loại chướng ngại. Cho nên dưới đây cho chúng ta biết, cá nhân trì danh nhất pháp nải chí viên chí đốn vô thượng pháp môn. Nghiệp chướng của chúng ta sâu dày, người sơ học làm sao mà biết được? Chí là đến mức cuối cùng, viên mãn cực kỳ, viên giáo nào cũng không thể đem so với nó được. Viên trung chi viên, đốn là đốn siêu, đốn trung chi đốn, vô thượng pháp môn là pháp môn cao nhất trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, không có pháp môn nào cao hơn nữa. Có thể tin được không? Người tin được điều này, đó chính là thượng căn. Người không thể tin được là trung hạ căn tánh. Đây là lời nói thật. Phi tư lượng phân biệt chi sở năng cập cố vân thâm diệu, nan tính chi pháp, tiểu thừa quyền giáo rất khó lòng tiếp nhận. Những người được gọi là tri thức phân tử, tâm hiếu học, đó đều là chướng ngại. Hiếu học là sở tri chướng. Có sở tri chướng thì không thể được định, không thể khai ngộ, vì vọng tưởng quá nhiều. Cho nên, ngày xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm mẫu mực cho chúng ta. 19 tuổi, Ngài ra khỏi nhà, đi tham học đến năm 30 tuổi. Tham học 12 năm. Trong 12 năm này, tất cả những tôn giáo học phái của Ấn Độ, những kinh điển tu học của họ, Ngài đều học qua hết. Vì sao vậy? Vì việc truyền pháp sau này khiến cho xã hội đại chúng có lòng tin. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải là người không học võ thuật. Cái gì Ngài cũng học qua. Thân phận Dương Tử, địa vị đặc thù, mọi người đều tin tưởng Ngài. Dưới cội cây Bồ Đề, Ngài buông bỏ hết những thứ đã học trong 12 năm. Những thứ học trong 12 năm là gì? Là sở tri chướng. Ngài buông bỏ sở tri chướng. Trong suốt quá trình tu học, Ngài từng sống một cuộc sống khổ hạnh tăng. Đó là gì vậy? Đó là phá phiền não chướng. Có thể buông bỏ tập khí phiền não, buông bỏ những thứ đã học trong 12 năm, buông bỏ tất cả sở tri, buông bỏ phiền não chướng, buông bỏ sở tri chướng, thế mới có thể khai ngộ, mới có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sự biểu diễn của Ngài là để cho người đời sau chúng ta thấy. Nhất định chúng ta phải nhớ, suốt cuộc đời của Đức Thế Tôn là Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy.
giống như diễn kịch vậy. Trong kinh Phạm Võng, Ngài đã tiết lộ thân phận mình. Ngài đến thế gian này lần này thì hiện làm Phật đã 8.000 lần rồi. Nói cách khác, từ kiếp lâu xa Ngài đã thành Phật. Trong số đệ tử, thậm chí những người xuất gia hộ Pháp đều là những vị Phật Bồ Tát hóa thân đến để diễn vở kịch này. Đức Phật đóng vai chính, còn những người khác đóng vai phụ. Các ngài biểu diễn cho chúng ta xem, vì người mà diễn thuyết. Vũ đài này chính là hành nghi suốt cuộc đời ngài. Biểu diễn suốt cuộc đời, khiến chúng ta từ từ cảm nhận được chân tướng sự thật. Dưới đây dạy chúng ta phương pháp tu tập đảng mạc trực niệm khứ. Mạc trực ở đây là niệm thường xuyên, khăng khăng niệm không buông, bất giả phương tiện, là không cần sử dụng bất cứ một phương pháp nào để trợ giúp, bất lạc tư lượng. Bạn cũng không thể có tâm tán loạn. Pháp môn này là trực khởi trực dụng, tự đắc tâm khai. Đó là bí quyết niệm Phật. Bậc cổ đức nói ra để chánh trợ song tu. Trì danh niệm Phật là chánh tu, dùng những phương pháp khác để trợ giúp, trợ tu, chánh trợ song tu. Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta rằng trì danh niệm Phật là chánh tu, cũng dùng trì danh niệm Phật làm trợ tu. Chánh trợ đều là trì danh. Bạn có cần phải trì giới không? Không cần trì giới nữa. Vì sao lại không cần trì giới? Suốt 24 giờ đồng hồ, bạn chỉ có một câu A-di-đà Phật, bạn còn phá giới được sao? Được viên mãn rồi. Có thể nói tam phước, tam huệ, lục hòa, lục ba la mật, thập nguyện, tất cả đều ở trong một câu danh hiệu. Thật là không thể nghĩ bàn. Lý như vậy, sự cũng như vậy. Người thật sự có thể tu tập như thế, bạn có thể nói họ không phải là bậc thiện căn được không? Phải là bậc thượng thượng căn mới có thể làm được. Hai câu sau đây có đề cập đến đương hạ phá tận hí luận. Đảng trừ nhất thiết kế độ phân biệt. Phá tận hí luận, đoạn sở tri chướng.
trừ tất cả kế độ phân biệt là đoạn phiền não chướng. Kế độ là phiền não kiến tư hoặc, phân biệt là phiền não trần sa hoặc. Một câu niệm Phật của người ta có thể đoạn trừ phiền não chướng, đoạn trừ sở tri chướng. Cố vân như thị tham diệu chi pháp, di hữu mã minh đẳng nhục thân đại sĩ, thị năng trực hạ thừa đương, triệt để hà đảm giả. Đây đâu phải là người thường. Thật sự trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoài câu A Di Đà Phật ra thì không có gì nữa. Đây là người niệm Phật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, tìm không ra một người có tâm thuần tịnh như thế. Niệm niệm cùng với tự tánh tương ưng. Bạn xem, Đại sư Huệ Năng kiến tánh tự tánh như thế nào? Ngài đã nói ra, tự tánh là thanh tịnh. Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, tự tánh bất sanh bất diệt. Tự tánh vốn tự đầy đủ, tự tánh vốn không dao động. Bạn xem một câu niệm Phật có tương ưng với những điều trên đây không? Sau cùng còn có thể sanh vạn pháp. Cho nên chúng ta học Tứ Thập Hoa Nghiêm, thấy thiện tài đồng tử tham vấn với tỳ kheo Đức Dân. Tỳ kheo Đức Dân tu Bát Chu Tam Muội. Khai thị cho thiện tài đồng tử 21 pháp môn niệm Phật. Hai mươi mốt pháp môn này triển khai ra chính là tất cả pháp môn mà thập phương tam thế nhất thiết chư Phật vì tất cả chúng sanh mà giảng nói. Một câu niệm A Di Đà Phật bao hàm hết tất cả, triển khai ra chính là năng sanh vạn pháp. Vô lượng vô biên pháp môn, không có tách rời câu A-di-đà Phật. Điều này có hay không? Niệm công đưa ra mấy vị nhục thân Bồ Tát, thiệu sơ lược về họ. Mã Minh Đại Sĩ, Đông Thiên Trúc Nhân. Thiên Trúc là Ấn Độ, ngày nay gọi là Ấn Độ. Người Đông Ấn Độ truyền Phật tâm ấn vi Thiền Tông Thập Nhị Tổ. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, thì giáo do Ngài A Nan truyền, còn tông thì do Tôn giả Ca Diếp truyền. Cho nên nói Tôn giả Đại Ca Diếp là vị tổ đời thứ nhất của Thiền Tông.
Về bên giáo thì Ngài A Nan là vị tổ đời thứ nhất. Ngài A Nan truyền giáo gọi là tông môn giáo hạ. Vị tổ đời thứ 12 của Thiền Tông, Trùng Hưng Đại Thừa, Tạo Đại Thừa Khởi Tính Luận, Luận Mạc Khuyên Đạo Chúng Sanh Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ, là Mã Minh Bồ Tát. Long Thọ Đại Sĩ là người Nam Thiên Trúc, là vị tổ thứ 14 của Thiền Tông, khai tháp sắt, thấy được Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát truyền thọ mật pháp, cho nên Ngài trở thành tổ sư của mật tông. Nhập Long Cung thỉnh kinh Hoa Nghiêm, cho nên Ngài lại là sơ tổ của tông Hoa Nghiêm. Lấy việc tạo các bộ luận, tận lực hoằng pháp môn tịnh độ. Kinh Lăng Già Hiển Ký nói rằng Ngài chứng được Hoan Hỷ Địa. Đây là nói về địa vị của Ngài. Ngài là Bồ Tát Sơ Địa, giảng sanh tịnh độ, cho nên lại gọi là tổ sư của tịnh tông. Nước chúng ta tôn xưng vị đại sĩ này là tổ sư của tám tông. Phía trước nói bốn, phía sau nói Thiên Thai, Nam Sơn. Nam Sơn là giới luật. Luật tông, pháp tướng, tam luận đều thừa nhận Ngài là tổ sư. Cho nên Long Thọ Bồ Tát và Đại Thừa Bát Tông, bất luận tông nào cũng có sự quan hệ mật thiết đối với Ngài, tổ sư của tám tông. Truyện ký của Ngài có trong Đại Tạng Kinh. Trong Cao Tăng Truyện cũng có. Quý vị có thể tìm đọc. Trong truyện ký nói Ngài chứng được sơ địa. Sơ địa là Pháp Thân Bồ Tát, chứ chẳng phải người tầm thường. Thiên Thai Đại Sư nói vị này thật sự thành Phật rồi. Phần chứng tức Phật, trên cơ bản thì Ngài đã siêu việt thập pháp giới, trụ ở nhất chân pháp giới. Là người rất thông minh, minh tâm kiến tánh rồi. Đọc kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại, Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, chỉ 3 tháng là Ngài học xong. Bộ Đại Tạng Kinh này 3 tháng là Ngài tốt nghiệp. Các vị thử nghĩ xem có làm được hay không? Sự việc này có thiệt hay không? Tôi nghĩ chắc là thiệt, không phải giả đâu. Vì sao vậy? Vì Đại sư Huệ Năng đã là một tấm gương cho chúng ta thấy. Đại sư Huệ Năng kiến tánh, Ngài là người không biết chữ. Bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, bạn đọc cho Ngài nghe là Ngài có thể giảng giải cho bạn nghe, không cần học. Cho nên Bồ Tát Long Thọ xem Đại Tạng Kinh, bộ kinh này có cần xem hết không? Không cần đâu. Giống như Đại sư Huệ Năng, chúng ta thấy trong Pháp Bổ Đàn Kinh có ghi lại một đoạn như sau: Hiền sư Pháp Đạt suốt đời thọ trì kinh Pháp Hoa
nhưng chưa khai ngộ, đọc 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Chúng ta biết bộ kinh này rất dài, có phần lượng rất lớn, một ngày nhiều nhất là đọc được một bộ. Cũng phải mất 7-8 tiếng đồng hồ, mỗi ngày đọc một bộ. 3.000 bộ là nói con số chẵn, chắc chắn là vượt trên số 3.000, 10 năm. 10 năm đọc một bộ kinh là cũng giỏi lắm đấy, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Cho nên Ngài đến Tào Khê, tham vấn với Lục Tổ Đại Sư. Khi lễ Lục Tổ, bái đầu không sát đất, đảnh lễ Lão Hòa Thượng ba lạy, nhưng đầu lại không sát đất. Đứng dậy, Lục Tổ hỏi Thiền Sư, vừa rồi tôi thấy ông lễ bái mà đầu không sát đất, ông có điều gì đáng kiêu ngạo vậy? Thiền Sư nói, con đã đọc được 3.000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Người đời này đáng để kiêu ngạo đấy. Bị Lục Tổ nhìn thấu rồi. Ngài hỏi, đại ý của kinh Pháp Hoa là gì? Thiền Sư không trả lời được. Hỏi ngược lại Lục Tổ. Lục Tổ nói, ta chưa hề nghe qua bộ kinh này, ngươi đọc cho ta nghe xem thử. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Thiền Sư đọc đến phẩm thứ hai. Lục Tổ nói, được rồi, không cần đọc nữa, ta hiểu hết rồi. Giảng cho Thiền Sư, Thiền Sư liền khai ngộ. Lục Tổ Đại Sư giảng cho chúng ta. Chúng ta không khai ngộ, vì sao vậy? Vì không có Pháp Hoa Tam Muội. Thiền Sư 10 năm đọc bộ kinh này nên được Pháp Hoa Tam Muội. Nghĩa là trong kinh Pháp Hoa, Thiền Sư đã được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thiền Sư đạt được điều này, cho nên khi Lục Tổ giảng là Thiền Sư đại triệt đại ngộ, hiểu rõ hết. Lễ bái lễ tạ Lục Tổ thì đầu sát đất rồi. Điều này cho chúng ta một bài pháp rất lớn. Người đã minh tâm kiến tánh có cần học hết kinh điển hay chăng? Không cần, chỉ cần đọc vài trang, đọc vài câu là được, là hiểu rồi. Đọc một bộ kinh, đọc vài câu thì 3 tháng đương nhiên là một thời gian rất dài đấy. Kinh điển mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng một đời, Ngài đều thông hết. Cho nên Bồ Tát Sơ Địa pháp vô thỉ vô minh, nhưng vẫn còn tập khí. Tập khí chưa đoạn. Giống như Thiền Sư Pháp Đạt vậy. Có một chút gì đó cho rằng mình rất giỏi. Trên thế gian này không có một người nào giỏi hơn mình. Ở Sơ Địa, gọi là Tiểu Bồ Tát, vừa mới nhập môn thôi. Đại Long Bồ Tát thấy, chăm sóc cho Ngài, dẫn Ngài đến Long Cung. Bồ Tát Long Thọ hiếu học, chẳng phải người thích học sao? Quảng học đa văn sao? Dưới Long Cung kinh điển rất phong phú, dắt người đến đó mà xem. Thấy cuốn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đại Bổn, Bộ Hoàn Chỉnh, bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong 21 ngày, có dung lượng bao nhiêu đây? Có 10 tam thiên đại thiên thế giới di trần bài kệ, một tứ thiên hạ di trần phẩm. Bộ kinh này mang về địa cầu của chúng ta thì không thể để được. Long Thọ Bồ Tát thấy cuốn kinh này thì một chút tập khí cao ngạo đó lập tức không còn nữa. Mới biết rằng những gì suốt đời mình học được còn quá ít.
Thấy cuốn Đại Bổn Kinh Hoa Nghiêm, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ở trên quả địa cầu, không có một người nào có thể thọ trì được, không thể học được. Ngài xem tiếp Trung Bổn. Phần lượng của Trung Bổn cũng còn rất lớn, không khế hợp với căn cơ của chúng sanh ở thế giới ta bà này. Cuối cùng xem Tiểu Bổn. Tiểu Bổn là gì? Là một lục đề cương, giống như chúng ta xem Tứ Khố Toàn Thư vậy. Tứ Khố là Đại Bổn, Tứ Khố Hội Yếu là Trung Bổn. Tiểu Bổn là một lục đề cương, chỉ có 5 cuốn, đóng thành 5 cuốn, một lục đề cương. Tên của mỗi cuốn sách, ai là người trước tác, giới thiệu sơ lược nội dung đại ý bên trong. Ngài nói, cuốn này được đấy. Cuốn này đối với Diêm Phù Đề chúng sanh không có vấn đề gì. Phân lượng là bao nhiêu? 10 vạn kệ, 40 phẩm. 40 phẩm, 10 vạn kệ. Người Ấn Độ tính 4 câu là một bài kệ. 10 vạn kệ nghĩa là 40 vạn câu. Ngày nay chúng ta xem bộ Kinh Hoa Nghiêm là một lục đề cương của Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh này do Bồ Tát Long Thọ truyền đến thế gian, cho nên Ngài là tổ sư của tông Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm do Ngài truyền đến. Trước Ngài thì Kinh Hoa Nghiêm không lưu truyền ở thế gian này. Đây là bộ Kinh Đức Thế Tôn khi ở trong định giảng 21 ngày. Sau khi giảng xong, Bồ Tát Đại Long đã thu giữ lại ở Long Cung. Từ đây cho chúng ta có một cảm nhận rất sâu sắc, khai ngộ là việc rất cấp thiết. Minh tâm kiến tánh là việc cấp thiết. Sau khi kiến tánh thì thông hiểu hết, hoàn toàn không còn chướng ngại gì. Chân tướng sự thật này, trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường dạy, nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Thông được một pháp môn thì thông hết tất cả mọi pháp môn. Cho nên kêu bạn nhất môn thâm nhập trường thời huân tu là vậy. Tất cả mọi pháp môn đều có thể thông đến minh tâm kiến tánh. Cho nên pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Con đường nào cũng có thể đến nhà, chỉ cần bạn chịu đi là được rồi. Bạn không cần phải đi tìm con đường khác. Tìm đường khác mất thời gian, vất vả, mà lại không đến được nhà. Nhất môn thâm nhập, một bộ kinh, một pháp môn, chắc chắn được định. Định nghĩa là tam muội. Sau khi được định rồi, thì tiếp tục tiến lên nữa, không thay đổi phương hướng, thì chắc chắn khai ngộ. Sau khi ngộ, thì cũng giống như Bồ Tát Long Thọ vậy, học tập rất dễ dàng, không hề có chút khó khăn nào hết. Vừa thấy là hiểu, vừa nghe là hiểu ngay, vừa tiếp xúc là hiểu được hết. Đây là bí quyết tu học trong Phật Pháp. Nếu không tin, tự cho mình là thông minh, thì con đường của họ đi còn rất xa, họ còn gặp rất nhiều khó khăn. Thật sự nghe lời, nghe theo lời dạy của các vị tiền bối, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, đây chính là một con đường gần nhất.